cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn ván đấu hay của danh thủ vương thứ nhất khi anh cầm bên đỏ đi tiên đấu với Võ Tuấn Cường trong trận chung kết lượt đi của giải cờ tướng tại các bên tái năm 2022. Xin cảm ơn các bạn cùng đón xem. Chứ 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 Chứ
将军。将军。将军。吃吃吃Tiếp theo sang phần cờ cho chuyển pháp vào đầu đến từ bên tiên của vương, thì trong bối cảnh trên, bệ đen đã buông cờ xin thua trong hình cờ đó. Như vậy, kênh Cờ Tổ Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn ván đấu trên màn tiên chiến rất hay đỉnh cao của danh thủ vương thứ nhất trước võ tuấn cường. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.